dạo này không có thính để thả, mong các bạn fan tự ngả vào lòng chị Kính nha. Ha ha, chị Kính thả thính thế thôi còn để anh em vào giải đố chứ. Dưới đây là những bài hát làm nên tên tuổi của các idol TikTok đấy. Let's go. Câu 1, nhạc này gắn liền với TikToker nào? Cực choáy không nhỉ? Thề luôn là không thể quên được đâu á. Câu 2, Trần Đức Bo là con trai hay con gái? Nhức nhức cái đầu anh em ơi, trên giấy khai sinh thì là con trai nha, nhưng mà tâm hồn thì lại không rõ nữa. Bạn đoán xem, anh Bo giống con trai hay là con gái hơn nào? Ông xã yêu dấu, không biết anh có nhớ em không nào, chứ em nhớ anh muốn xỉu. Câu 3, nhạc nào làm nên tên tuổi của anh chàng này nhỉ? Nhạc 1. Em đã xa anh vào trong một giấc mơ bay, mà những điều tương lai dù đâu về với mây. Quên hết đi bao ngày, còn lại trong nơi thì hay. Nhạc 2. Cha cha, nhạc 1 đúng rồi anh em nha. Chiêm ngưỡng lại cái màn biến hình đỉnh cao này mới được. Em đã xa anh vào trong một giấc mơ bay, mà những điều tương lai dù đâu về với mây. Quên hết đi bao ngày, còn đợi lại trong nơi thì anh biết những chẳng đời sẽ còn dành cho em. Câu 4, anh người nhện đẹp trai nhất Việt Nam có tên thật là gì? Cho những bạn chưa biết thì anh này tên là Bùi Mạnh Nguyên, giao diện cứ như là idol Hàn Quốc ấy nhỏ. Câu 5, chị tóc đỏ Việt Nam là ai mà có bài nhạc trend thế này? Chiếm trọn niềm tin vì đó là chị Xin, hất tóc một cái mà chị Kính ngơ luôn, thiên thần à mọi người ơi. Thời tiết này ai nhảy đẹp nhất nhỉ? Chiến thần top top, nghe nhạc cũng biết tên idol ngay. Khải Ca Hiện ê, mẹ chồng hết hồn con trồn luôn á. Thôi giờ xem thời tiết nhé. Dạo này thời tiết hơi nóng nhỉ, xem thời tiết cho nó lành mạnh. Câu 7, ơ thế còn đâu mới là nhạc hot hit gần đây của anh Đỗ Đạt nhỉ? Nhạc 1. Con tới chơi, chào bác ạ. Cô con dâu của mẹ đây à? Ông quách người heo. Chính xác là nhạc hay nhé, anh Đỗ Đạt cưới vợ rồi kia. Hai bạn con tới chơi, chào bác ạ. Cô con dâu của mẹ đây à? Cứ quách đứa heo. Câu 8, uầy, chị Đào Lê Phương Hoa
thì nhạc nào cũng hot rồi. Thôi thì anh em đoán xem chị Hoa nhảy với nhạc số mấy nhé. Nhạc 1. Em ơi đi vào đi, cửa không khóa đâu. Hãy nhạc 2. Nhạc 1 đúng này, mấy bạn bắt trên ổn đó chưa? Bao nhiêu là có cánh anh em vẫn cứ thích toàn điều ghét vào tai sát phục bờ môi.
câu 16, giọng ai đi ta? Để tôi tiếp cô ngân hộ chị em xê ra. Người chơi hệ em năm đối với hệ em ba. Và những cái anti lộn bên chê ta. Ngày mai phải tốt lên ô cho em ghê nha. Bởi vì ta luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Khi ăn trâu rồi tốc độ ngày càng ảo kinh. Khả năng cực chiến thì chả ai dám bảo khinh. Xung thêm và bảo sinh phải ngăn hà thảo linh. À, chị mèo Simi, chính là bài rap này đã khiến tên của Simi viral hơn đấy. Không phải là fan cũng biết nè. Nó nghe nè, rồi quen ghệ vậy có nắm tay được ghệ chưa? Rồi. Ồ, dữ vậy làm sao? Nữa nè. Có hùng không? Sao ghê quá. Trời ơi trời. Sống hùng. Làm hình tới tim luôn, làm hình tới tim sao đâu, làm lại cây. Trời ơi, dữ vậy sao? Câu 17, có bạn nào biết trend này không? Em ơi, đã là giải đặc biệt ấy, thì đấy gì mấy con lô. Chúc mừng anh đã quay vào hôm mất lượt ngay nhỉ. Yêu thằng khác. Chị Kính đảm bảo trend này rất là hot. Bạn này còn được gọi là thánh tạo trend. Cứ nói cái câu nào là cắp cắt giật giật câu đấy ngay. Em ơi, đã là giải đặc biệt ấy, thì đấy gì mấy con lô. Chúc mừng anh đã quay vào hôm mất lượt ngay nhỉ. Yêu thằng khác. Câu 18, câu cuối này. Trên này là từ câu nói của ai mà ra nhở? Quốc hội Trinh. 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 Nói nhỏ tên của TikToker này nha. Phạm Văn Thoại chính là chủ nhân với câu nói đi vào lòng đất, khiến mọi người cười đau cả ruột đấy. Có nên gọi ông này là ca sĩ mỏ hỗn nhất top top không nhỉ? Quốc hội Trinh. 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 Thôi thì video tạm dừng ở đây nhé. Tạm biệt 500 anh em nha. Chị kính yêu các bạn nhiều. Bye bye.